Mệnh đề tính từ, bài tập tổng hợp. Peter là ai? Who's Peter? Anh ấy là người đang đeo kính. He's the one that's wearing glasses. He's the one that's wearing glasses. Trong câu này, that là đại từ quan hệ làm chủ từ. Ta có thể dùng đại từ quan hệ who. He's the one who's wearing glasses. He's the one who's wearing glasses. Helen là ai? Who's Helen? Cô ấy là người mẹ tôi đang nói chuyện. She's the one my mother's talking to. She's the one my mother's talking to. Trong câu này, that hoặc who là đại từ quan hệ làm túc từ, do đó ta có thể bỏ đi. Mary gọi điện cho anh đêm qua, phải không? Did Mary call you last night? Không, Mary không phải là người gọi điện cho tôi đêm qua. No, Mary isn't the one who called me last night. Mary isn't the one who called me last night. Anh biết ba mẹ cô ấy không? Do you know her parents? Không, họ là những người trước đây tôi chưa bao giờ gặp. No, they are the people I've never met before. They are the people I've never met before. Anh biết chị tôi không? Do you know my sister? Biết, cô ấy là người đến đây với anh đêm qua, phải không? Yes, I do. Is she the one who came here with you last night? Is she the one who came here with you last night? Anh biết chị tôi không? Do you know my sister? Biết, cô ấy là người anh đưa đến đây đêm qua, phải không? Yes, I do. Is she the one you took here last night? Is she the one you took here last night? Is she the one you took here last night? Nhà tôi kế bên một cửa hàng. My house is next to a shop. Đó là cửa hàng bán quà lưu niệm, phải không? Is that the shop that sells souvenirs? Is that the shop that sells souvenirs? Anh đọc thư chưa? Have you read the letter?
Đó có phải là lá thư anh nhận sáng nay không? Is that the letter you received this morning? Received. Received. Is that the letter you received this morning? Ở đâu anh có số tiền này? Where did you get this money? Đây là số tiền bạn tôi cho mượn. Here's the money my friend lent me. Here's the money my friend lent me. Anh mượn số tiền này của Helen phải không? Did you borrow this money from Helen? Không, cô ấy không phải là người cho tôi mượn số tiền này. No, she isn't the one who lent me this money. She isn't the one who lent me this money. Phi công có nghĩa là gì? What does a pilot mean? Phi công là người lái máy bay. A pilot is a person who flies the plane. A pilot is a person who flies the plane. Kiến trúc sư có nghĩa là gì? What does an architect mean? Architect. What does an architect mean? Kiến trúc sư là người thiết kế nhà. An architect is a person who designs houses. An architect is a person who designs houses. Người giữ trẻ có nghĩa là gì? What does a babysitter mean? Babysitter. What does a babysitter mean? Người giữ trẻ là người chăm sóc trẻ em. A babysitter is a person who looks after babies. A babysitter is a person who looks after babies. Y tá có nghĩa là gì? What does a nurse mean? What does a nurse mean? Y tá là người chăm sóc bệnh nhân. A nurse is the person who looks after patients. A nurse is a person who looks after patients. Anh ấy là người tôi đang đợi gặp. He's the one I'm waiting to meet. He's the one I'm waiting to meet.
Anh ấy là người đang đợi gặp tôi. He's the one who's waiting to meet me. He's the one who's waiting to meet me. Họ không phải là những người đến đây đêm qua. They are not the people who came here last night. They are not the people who came here last night. Họ không phải là những người tôi gặp mỗi ngày. They are not the people I meet every day. They are not the people I meet every day. Đó là con chó cắn tôi. That's the dog which bit me. That's the dog which bit me. Đó là con chó tôi nuôi. That's the dog I keep. That's the dog I keep.